bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu, những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Giờ mình sẽ đi tìm màu xanh các bạn. Màu xanh của mình đâu ấy các bạn này. Đây là màu xanh. Ê! Chị đây! Có nhà đâu? Không điệu vậy. Chẳng có ai nhà đâu. Có mỗi con mi cái thằng kia đang làm rồi. Có 12 người thôi. Anh chắc anh Kiên, không biết anh Kiên. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều không? Rồi mình đây tô màu xong nha các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu.
Như vậy video của mình kết thúc đây nha các bạn.